Chuyện gì thế? Đi xem. Đây là cái gì? Mau đi giúp một tay đi. Mau lên, đi giúp một tay đi. Ngài Watanabe, bữa trưa của ngài đây. Sao thế? Không phải là đã đưa qua đây rồi sao? Tao chính là Lương Phi mà mày muốn tìm đi. Tao có một đứa em trai tên Lương Thiên Thành. Nó năm nay mới 10 tuổi, nhưng vài ngày trước đã bị chúng mày giết chết. Nó là người thân duy nhất của tao trên thế giới này. Tao đã hứa với nó, trong 7 ngày vì nó mà báo thù.
báo cáo. Thời gian dùng bữa trưa của tôi đến rồi. Vào đi. Ono, cùng ăn đi. Đừng động đậy. Tránh ra. Mau, mau, mau. Ono, có chuyện gì thế? Lương Phi, bắt sống hắn. Phi, đi. Đừng bắn, đừng bắn. Đừng bắn. Phương Phương, em là cái gì đấy? Đây là trường bắn, em không cần mạng nữa sao? Chị Tập Văn, chị xem đi. Lương Phi chưa đến 4 ngày đã giết chết Watanabe. Em đoán không đến 2 ngày nữa Yamamoto kia cũng sẽ bị Lương Phi giết thôi. Anh ấy lợi hại thật đấy. Đúng là một đại anh hùng mà. Chị Tập Văn, không phải chị từng gặp Lương Phi hay sao? Kể cho em nghe về anh ấy đi. Chị đừng bắn nữa mà. Kể cho em nghe về anh ấy đi mà. Rốt cuộc anh ấy là người thế nào? Kể đi, kể đi. Là một người bình thường như em thôi. Chỉnh súng đi. Rõ, thiếu tá. Bây giờ chúng ta không vào được. Tên Yamamoto